Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Hồ Lệ Thu xin gửi đến mọi người một gương mặt đẹp trai, điển trai, một giọng nói là ngọt ngào, dễ thương. Nhưng mà thực sự cái người điển trai này là một người fan của Olalabi. Và quý vị sẽ gặp người ca sĩ, người MC tuyệt vời này. Và nghe người ca sĩ MC Lưu Việt Hùng nói như thế nào về Olalabi. Em chào chị Thu. Vâng, thưa quý vị, Hùng xin chào tất cả mọi người. Và mới cách đây mấy tháng thôi, Hùng được gặp chị Hồ Lệ Thu và Hùng được giới thiệu tới Olalabi. Và ngay lập tức, thưa quý vị, Hùng đã có một trải nghiệm Hùng nghĩ là nó vô cùng là thú vị với Olalabi. Và Hùng yêu ngay từ lần gặp đầu tiên, cái là gọi là bị tiếng sét ái tình. Dạ, là tiếng sét ái tình đó. Thơm lắm chị ơi, nó thơm vô cùng. Mà quý vị có biết không, cái này là một cái điều rất là dễ thương nè. Một người em trai đúng lý ra là khi mà gặp nhau á, giới nghệ sĩ có cái gì hay là hay tặng yeah. xài. Nhưng mà bữa đó là Hồ Lệ Thu tặng là Lưu Việt Hùng không nhận nha. Hùng nói chứ không, em phải ủng hộ chị. Em ủng hộ chị, thành ra là cái người em trai này quá là dễ thương. Nhưng mà thực sự cái điều dễ thương hơn là khi mà về tắm xong rồi thích quá rồi la làng lên. Nhưng mà bây giờ nè, cái điều mà Hùng thích nhất ở cái loại lọc nước này là gì? Có thể chia sẻ cho mọi người biết cái cảm nhận của em được không? Vâng, thưa quý vị cũng biết là Hùng Hải Phòng không có lòng vòng đúng không? Hùng thích đầu tiên là cái lọc nước đó là trước tiên là cái mùi thơm. Khi mà Hùng gắn vô, bởi vì là Hùng sống ở bên Mỹ và ở miền Nam Cali thì cái nước này là đa số là mình bị thiếu nước lắm. Và mình đa số mình xài cái nước nó phải sử dụng rất nhiều những cái tạp chất, những cái hóa chất để nó khử mùi. Và từ trước bây giờ thì Hùng luôn có một cái vấn đề Hùng rất là khó chịu, tức là nguồn nước ở Cali cái mùi nó không dễ chịu như là Hùng thích. Nhưng mà thấy cái Hùng gắn cái để vô, vâng thưa quý vị, là Hùng tắm một cái đó nó thơm lắm, mà cái mùi nó lan tỏa đi. Buổi sáng thì tắm nước lạnh thì nó mát, nó hương nhẹ nhẹ, nhưng buổi tối á khi mở nước nóng á nó lan tỏa hết một cái phòng tắm mà nó thơm ơi là thơm. Và cái điều đặc biệt mà Hùng thích nữa đó là sau đúng 10 ngày trải nghiệm, Hùng thấy nó tốt cho cái da đầu của Hùng, thưa quý vị. Nó tốt cho cái da đầu của em chị ơi. Lúc trước là cái da đầu bị khô. Và khi có hóa chất nó vào cái da đầu em, nó làm bong chóc da đầu em, nó có những cái vùng trắng. Nó có chóc ra, và từ ngày em cái này tự nhiên là vết trắng nó giảm hẳn. Tới bây giờ tới 80% là em không còn thấy những cái nốt trắng, những cái vẩy trắng, tức là những da khô nó bong ra được. Đó là cái em thích. Em biết tại tức sao. Tức là có, giống như nó được trị bệnh luôn đó. Đúng. Cái loại lọc nước này đó quý vị biết không? Như em biết không đó, là cái loại lọc nước này là nó có tinh dầu thiên nhiên nè, có chất vitamin C nè. Và nó đặc biệt là cái chất nhờn của con ốc sên để giúp cho giữ ẩm da, mịn da. Thì chị nghĩ với cái da đầu của em như vậy, mà khi em tắm một thời gian mà nó hết là do những cái tinh dầu nó cung cấp chất ẩm. Cái da em không bị khô nữa phải không đó, chị? Da không bị khô, mà bây giờ em có thấy là cái tóc em nó rất là dễ chịu. Đúng rồi, và cái làn da của em nó cũng smooth hơn. Em có cảm giác là cái da của em lúc trước là nó cứ sần sần thô ráp, nhưng mà bây giờ mình sờ mình có cảm giác là mình feel được cái độ ẩm trên cái làn da của mình. Tức là đụng vô kiểu như là lúc trước là nó cứ khô ráp chẳng muốn sờ, nên bây giờ đợi nó cứ mướt. Vậy coi như là giờ mà ai đứng gần sờ một cái là nó mướt mát. Hồi xưa mà ai sờ là giật mình đấy, và trời, không biết người ta có thấy cái da ghê không, bây giờ mà ai đứng gần có sờ là thoải mái rồi đó, cái cảm giác nó khác, cũng giật mình, nhưng mà giật mình xong là sờ đi, muốn sờ thì sờ đi. Thực sự thưa quý vị, là đây là một sản phẩm mà sẽ là một trong những người bạn đồng hành với Hùng từ giờ cho tới khi nào Hùng không biết, cho tới khi coi như là Hùng khi nào mà Hồ Lệ Thu không còn nuôi đứa con này nữa thôi. Đúng, tức là Hùng quá yêu cái sản phẩm này. Hùng thực sự mà nói là Hùng cũng giống như chị Hồ Thu, tức là Hùng cũng rất là khó tính, khó chịu xài cái gì cũng có sự nghiên cứu tìm hiểu. Thật ra cái lúc mà chị Hồ Lệ Thu giới thiệu cho Hùng á, là Hùng mới chỉ tin có 80% thôi, bởi vì là Hùng tin, bởi vì là Hùng chỉ chị Hồ Lệ Thu là người rất khó tính, rất cầu toàn, thì chắc là chị đã trải nghiệm rồi, chứ là chị là chuột bạch rồi thì mình có thể tin được. Là 80% thôi, không phải 100% đâu nhá. Nhưng bắt đầu về tắm rồi lần thứ nhất, nó bắt đầu tôi chết rồi, xong rồi yêu luôn. Tức là sau cái đó là 100% luôn. Tức là mình ngày đầu tiên mình hít cái mùi thơm mà mình thấy trời nó đã quá. Cái mùi thơm, đúng cái mùi thơm lavender là mùi em thích nữa. Mà em biết là ở đây mình có tất cả là mấy mùi thơm đúng không? Là em mới chỉ trải nghiệm có lavender thôi, mà nó thơm hả? Vô cùng. Vậy là để vài bữa nữa xong cái khi nào mình trải nghiệm thêm mùi lilac nè, mùi chanh. Mùi cái đặc biệt vậy nè, mùi chanh á, lúc đầu á có một cái đại lý của Olalabi ở Mỹ bán thì không chịu lấy mùi chanh. Bảo thôi. Tưởng mùi chua khó chịu đúng không? Không, ý nó là
cái mùi chanh này giống cái mùi nước rửa chén. Cái nó không có đâu em phải thử đi rồi em mới biết. Thì quý vị có thấy là cái mùi citrus, cái mùi citrus cũng là một cái mùi mà giúp cho mình sảng khoái tinh thần đó. Thì cái mùi này rất là thơm, rất là dễ thương. Cho nên có một sau này chính cái người đại lý đó lại gọi, phải nói là chị ơi cho em mấy chục cái mùi chanh. Wow. Tại vì bây giờ đi ghiền luôn rồi, phải không? Bây giờ có một số khách là cứ ghiền mùi chanh thôi. Cho nên là phải nói là những cái tinh chất thiên nhiên này đó là gọi là mà như là em nhớ không nhầm là nó có một cái nghiên cứu đàng hoàng, tức là những cái mùi thơm, nó có những cái mùi thơm nó tác dụng cho mình, nó tác dụng lên với não của mình và nó giúp cho những cái tế bào của mình khi mà mình hửi những mùi thơm á, nó làm cho mình relax, nó làm cho mình cái đầu óc mình nó rất là thoải mái, mà nó đúng có cả cái tác dụng, nhiều khi nó có tác dụng về trị liệu trong đó, nó phải không chị ha? Đúng đúng. À đúng rồi thưa quý vị. Tắm xong mình ngửi mình dễ chịu lắm, thì mình cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi nó tan biến luôn, đúng nó rồi, khó đúng luôn rồi. Tại vì khi mà mình đi spa đâu có phải tự nhiên người ta để những cái mùi thơm đó đâu. Cái mùi thơm đó theo nghiên cứu nó là kích thích não. Kích thích não để cho tạo cho cái cơ thể mình cái sảng khoái, cái thư giãn. Thì cho nên là đây là một cái sản phẩm mà gọi là home spa luôn. Spa tại gia. Spa tại gia đúng không? Khi mà mình tắm cái sản phẩm này ở nhà là lúc nào cũng vậy, mình cảm thấy cái hương thơm của từ cái nước nó chảy ra, từng cái tia nước lên người mình á, là những cái mùi hương dịu đó nó cứ làm cho cái não chồng mình tắm nó... vợ khen, vợ tắm thì chồng hưởng. đúng rồi hôm bữa vừa rồi là có một cái chị là bác sĩ nha, sử dụng xong cái cũng giới thiệu cho cô bác sĩ khác xài, chồng khen đúng đấy, không bảo chứ hai vợ chồng bây giờ cứ đứng canh nhau tắm, chờ ông tắm xong để bà vào tắm. Thế chị bảo sao không vào tắm luôn chung đi chứ đứng chờ làm gì. Ê, bác sĩ bảo ôi Việt Nam chưa quen đó, chưa quen thì cứ olalabi từ từ sẽ quen. Đúng rồi. Là có nghĩa là bây giờ cả nhà thích đến độ cứ đứng chờ nhau để tắm. Thì rất là tuyệt vời. Vâng thưa quý vị, Hùng chỉ muốn chia sẻ một điều là ngày hôm nay là Hùng không có nhận tiền để quảng cáo cái sản phẩm này đâu nha. Rồi mình nói thẳng luôn là Hùng không có nhận tiền quảng cáo cái này đâu. Cái này là Hùng đã xài, Hùng đã thích, Hùng đã yêu. Và Hùng hy vọng rằng quý vị cũng sẽ thích, sẽ yêu. Bởi vì rõ ràng đây là một sản phẩm rất tốt cho sức khỏe. Và đây là một trong những điều không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta được quý vị nhé. Odalabi sẽ mang tới cho mình sự thư giãn. Quý vị sẽ có cảm giác như mình đang ở spa tại gia. Cái hương thơm của nó giúp cho mình cảm thấy rất thoải mái. Và những cái hợp chất ở trong cái lõi nhỏ xíu xiu này thôi, nhưng mang lại cho mình rất nhiều công dụng với cuộc sống. Trước tiên đã giúp cho cái da đầu của Hùng nó cải thiện tốt hơn. Cái cơ thể của Hùng nó có được cái độ ẩm cần thiết sau khi tắm xong. Và đặc biệt là Hùng rất yêu cái mùi thơm lavender. Hùng giới thiệu cho quý vị luôn. Cảm ơn chị Thu thật nhiều đã giới thiệu cho em về cái Olalabi, cái Feel Flush này rất là tuyệt vời. Quý vị rất dễ sử dụng. Nếu như Hùng đã tin cho Lệ Thu thì Hùng hy vọng quý vị sẽ tin Hùng, sẽ lựa chọn Olalabi là một trong người bạn thân thiết cho đời sống của quý vị nha. Chồng tắm vợ khen, vợ tắm thì chồng khen, cả nhà tắm cả nhà cùng khen. Cả nhà cùng thơm. Cùng thơm, cùng thơm. Dạ, cảm ơn em trai nam ca sĩ, MC duyên dáng, đẹp trai Lưu Việt Hùng. Và những cái lời chia sẻ cảm nhận của em sẽ là những cái thông điệp tuyệt vời đến cho những ai chưa biết đến Olalabi và những khách hàng mới. Và sắp tới đây thì trong tháng 10, Hồ Lệ Thu và Olalabi sẽ có một cái buổi ra mắt sản phẩm chính thức phải không ạ? Không, gặp gỡ khách hàng ở miền Tây, toàn miền Tây, tại Vĩnh Long. Thì với những cái lời chia sẻ này, Lưu Việt Hùng và Lưu Việt Hùng sẽ bay đến khắp nơi trong những cái chương trình gặp gỡ khách hàng ở toàn nước Việt Nam cũng như toàn thế giới. Và những cái lời chia sẻ này là những thông điệp thật là tuyệt vời. Cảm ơn em. Cảm ơn chị và cảm ơn Olalabi.